Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh KD Anime. Detective Conan là bộ truyện tranh trinh thám sở hữu số lượng nhân vật cực lớn. Sự xuất hiện của các nhân vật kèm theo thân phận của họ cũng dần được hé mở qua từng vụ án. Từ những nhân vật tưởng chừng như người qua đường, nhưng thực tế họ lại đang nắm giữ vai trò cực quan trọng trong cốt truyện. Wakasa Rumi là nhân vật xuất hiện khá muộn, một giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ cho lớp 1B. Nhưng tất cả độc giả đều nhận ra thân phận của Rumi không hề đơn giản như vẻ ngoài hậu đậu vô hại của cô. Hãy cùng tìm hiểu về Wakasa và những điều hé mở về nhân vật này trong clip của KD Anime nhé. Giờ thì KD Go! Giới thiệu: tên Wakasa Rumi, khả năng cao không phải là tên thật. Giới tính nữ, tuổi 37. Ngoại hình, tóc dài đen và đeo mắt kính. Lần xuất hiện đầu tiên, Rumi được ra mắt rất đột ngột mà không có dấu hiệu báo trước. Thế nhưng, ngay khi vừa xuất hiện, tác giả đã không ngần ngại khắc họa sự bí ẩn ở cô giáo này. Rumi được giới thiệu là giáo viên chủ nhiệm thứ hai của lớp 1B, một lớp học cũng không quá đông đến mức khó quản lý mà cần tới hẳn hai giáo viên. Rumi khi vừa xuất hiện được cho thấy là một người nhút nhát, có phần hậu đậu khi liên tục trượt ngã hay va đầu vào bàn một cách tình cờ hay cố ý. Sự hậu đậu này có thể xem như cách ngụy trang để khiến Rumi trở nên vô hại đối với người đối diện. Wakasa Rumi là một nhân vật không hề đơn giản như vẻ ngoài hậu đậu vô hại của cô. Kỹ năng: suy luận phá án. Rumi sở hữu trí thông minh, sự nhạy bén sắc sảo đến không ngờ. Rumi có thể nắm bắt và đi trước Conan về cách thức gây án và hung thủ, thậm chí dự đoán trước được sẽ có vụ án xảy ra trước đó ở hiện trường. Giống với vụ án 17 năm trước, Conan và Haibara khi ở nhà tiến sĩ đã nói rằng vụ án về Haneda có một ai đó liên tục đăng thông tin bất chấp việc nó có thể bị xóa. Dường như ai đó đang muốn tiếp cận vụ án 17 năm trước. Rumi được cho rằng là người đã đưa các thông tin đó lên mạng. Tại tập Vụ án xương khô của giáo viên mới, chương truyện 966-968, Rumi là người dẫn dắt Conan đến nhà kho để lấy vôi kẻ vạch sân, từ đó phát hiện ra xác chết lâu năm. Cô cố ý làm rách thời khóa biểu để làm gợi ý cho Conan. Rumi đã giải được câu đố từ trước và muốn thử thách Conan. Tại vụ án mạng nhà hàng xóm của Rumi, tập Người phụ nữ với bàn tay trắng, cô ấy đã chứng kiến vụ tranh cãi giữa anh ta và bạn gái mình. Cô chỉ bỏ đi và cười. Sau đó, Rumi đã lỡ chân trượt ngã khiến bức tranh vẽ sử dụng cho vở kịch bị hỏng, nên yêu cầu Conan đến chung cư của mình để vẽ lại. Nghe thì có vẻ rất tình cờ, nhưng thực tế, Rumi đã chuẩn bị và đi siêu thị để mua đủ số cốc chén bát cho lũ trẻ trước đó. Vậy nên, Rumi đã biết trước sẽ có vụ án xảy ra nhưng không hề ngăn cản nó, còn lợi dụng nó để đưa Conan đến phá giải. Nghe có phần hơi ớn lạnh, nhưng đó là sự thật. Rumi cũng chưa hẳn là một người tốt. Tại bí mật chiếc lều bốc cháy, Rumi cũng là người đưa ra gợi ý cho Conan thông qua món đồ chơi thăng bằng từ hạt xôi. Ngay khi thấy Conan đã nhận ra gợi ý, Rumi liền cười rất mờ ám. Có thể thấy, Rumi giống như một người đang thử thách Conan trong từng vụ án, theo dõi cách cậu bé thông minh này xử lý mọi việc. Rất nhiều khả năng, Rumi đã nghi ngờ và phán đoán thân phận của Conan Edogawa hay Kudo Shinichi. Gần đây, Rumi đã khẳng định được thân phận của Haibara và liên tục dò hỏi cô bé khiến Conan lo lắng. Võ thuật: Rumi có võ thuật giỏi, kỹ năng tấn công chuyên nghiệp như một vệ sĩ. Trông Rumi rất ngờ nghệch, vụng về và hòa nhã, nhưng với các sự việc có liên quan gây nguy hiểm tới mình và người xung quanh, Rumi lại rất mạnh tay. Rumi có kỹ năng võ thuật tự vệ và tấn công chuyên nghiệp, nhưng lại cố thể hiện nó như một sự tình cờ. Ở anime 890, cô giả vờ mình nhắm mắt đánh trúng những kẻ cướp trong bóng tối. Hay ở episode 897, hung thủ đang đào tẩu ra cửa, Rumi vờ như trượt té và hạ cẳng tay chuẩn xác khiến hắn gục tại chỗ. Episode 910, khi Ayumi bị bắt cóc dí dao, Rumi không ngại tiếp cận hung thủ, sử dụng áp lực khiến hắn mất cảnh giác và cứu được cô bé. Conan sau chi tiết này trở nên cảnh giác với cô giáo hơn, còn Haibara ngược lại, chút bỏ cảnh giác và nói Conan không được nói xấu cô ấy. Kỹ năng võ thuật này phải kể đến màn đối đầu giữa cô và Amuro, cảnh sát bảo an kiêm gián điệp tổ chức đen. Ở trang trại nuôi gà tập tia lửa rơi xuống trang trại, Rumi làm rớt quân cờ Sogi và nó rơi vào tay Amuro. Cô muốn cướp lại từ tay anh ta, thế nên cố tình làm rớt điện thoại khiến nó bị hỏng. Cuối cùng là lừa Amuro đi xuống tầng hầm nơi hạn chế tầm nhìn ánh sáng, tẩn cho anh chàng một cú ngất xỉu. Rumi là một tay võ mạnh bạo tới không thể ngờ được. Trong chương truyện gần đây nhất, Haibara cũng đã cố gắng kéo tay Rumi trốn vào trong, nhưng cô vẫn ra ngoài và xử lý đám du côn đang muốn tấn công cô và bọn trẻ. Sau khi Subaru và Conan chạy tới, chỉ còn thấy la liệt người nằm, cô giáo lại vô cùng lành lặn. Rumi và sự liên quan đến tổ chức áo đen, mối liên hệ với vụ án năm xưa của Haneda Koji. Theo dõi sát bộ truyện, bạn sẽ thấy rằng
Rumi luôn mang theo cuốn cờ Sogi. Đây là cuốn rác bị mẹ ở một góc. Amuro từng đọc thông tin về vụ án của kỳ thủ Haneda nên nhận ra đây là một quân cờ mất tích năm ấy. Koji rất yêu thích quân cờ và coi nó như bùa hộ mệnh trong các ván đấu. Sau khi vụ án xảy ra, quân cờ vẫn biến mất không dấu vết. Rumi mang theo quân cờ này giống như một chấp niệm ám ảnh về cái chết của vị kỳ thủ này. Theo các thông tin hé mở mới gần đây nhất, Rumi chính là Asaka, người vệ sĩ đi theo nhà chính trị Amanda đã biến mất năm ấy. Amanda cũng đã chết không rõ nguyên nhân tại khách sạn cùng ngày mà kỳ thủ Haneda chết. Asaka đã biến mất không dấu vết nên trở thành nghi phạm và bị truy nã từ đó đến nay. Vụ án này có liên quan trực tiếp đến tổ chức và nhân vật mang bí danh Ram. Jin từng nói vụ án 17 năm trước là một sơ suất từ Ram. Vậy nên khi hé mở được câu chuyện này, quá khứ của BO sẽ dần được phơi bày. Kỳ thủ Haneda đã xuất hiện trong ký ức của Rumi với 3 hình ảnh. Koji cầm quân cờ yêu thích quân giác nhìn xa trông rộng, chắc chắn sẽ có một nước đi tuyệt vời. Koji quay đầu nói, dù sao thì nói thế tôi sẽ bị giết sao? Và cuối cùng là cảnh Haneda chết vì thuốc nằm giữa đống thủy tinh, đúng là gã ngốc. Từ những chi tiết này, Rumi là một người khá thân quen với Haneda, biết rõ ngọn nguồn cái chết của Haneda và Amanda. Tại sao suốt 17 năm qua, Rumi lại lẩn trốn và đến nay mới trở lại để tiết lộ câu chuyện? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi câu trả lời từ tác giả trong series mới nhất sắp tới. Rumi biết về loại thuốc mà tổ chức nghiên cứu cũng như những nhà khoa học đã phát minh ra nó. Tại chương truyện 1070-1072, Rumi đã nhận ra Shiho Miyano là em gái của Akemi Miyano, cũng tức là Haibara Ai, cô bé đang học lớp 1 này. Cũng từ đây, cô giáo chú ý đến cô bé nhiều hơn, thể hiện ra mặt nhiều lần, khiến Conan không ngừng lo lắng. Conan thậm chí còn nhờ Subaru đi cùng để có thể bảo vệ Haibara khi thấy cô giáo Rumi có dấu hiệu tiếp cận nhiều hơn. Tại bãi biển, Rumi cũng hỏi Subaru liệu có biết gì về cô bé Haibara kia không, còn nói rằng cô bé rất giống với con của người phụ nữ đã làm đảo lộn cuộc sống của cô ấy. Chắc chắn trong quá khứ, Rumi biết về Elena cũng như loại thuốc mà vợ chồng họ tạo ra. Trong cách nói có không ít phần đai nghiến và đáng sợ. Sau này, Rumi cũng luôn để ý từng lời nói của Haibara để bắt bẻ cô bé, khiến ta không khỏi bồi hồi nhớ lại lúc Sera tấn công Haibara. Những kiến thức này em có từ đâu thế? Bố mẹ dạy em à? Thật không bình thường chút nào. Em có phải học sinh tiểu học thật không đó? Tương tự như những đối tượng khác, Haibara vẫn bình thản đáp trả. Rumi gần như đã khẳng định đến mức do hỏi Haibara một cách không ngần ngại. Mục đích của cô giáo là gì đây? Rumi biết thân phận của Ram là Wakita, đang cải trang thành phụ bếp quán sushi. Trước khi hé mở danh tính thực sự của Ram, Wakasa Rumi cũng là một trong 3 cái tên tình nghi khi đều bị hỏng một mắt. Haibara chưa từng gặp Ram nhưng biết hắn ta bị bỏng một mắt do một vụ trong quá khứ. Hắn có vẻ ngoài khi thì như một gã đàn ông, phụ nữ hay ông già. Ngay cả cách đặt tên giả Wakasa Rumi cũng mang đậm mùi về vụ án 17 năm trước. Wakasa Rumi đọc rất giống với Asaka Ram, hệt như di ngôn của Haneda Koji. Tổ chức áo đen muốn che giấu và ngăn chặn mọi thông tin liên quan đến Asaka Ram, nên chỉ cần có liên quan họ sẽ ra tay. Cách Rumi đặt tên như vậy như một lời khiêu khích, đầy sơ hở bại lộ. Có vẻ như Rumi không quan tâm và còn muốn gây chú ý nhiều hơn. Tại trường truyện 1072, Wakita đến giao sushi cho nhóm bạn học họp lớp. Rumi đã đứng từ trên tầng 2 để theo dõi ông ta cho đến khi rời đi. Đây cũng là chi tiết tạo sự trùng khớp giữa Rumi và hình ảnh che tay của Asaka. Rumi nắm trong tay danh sách nạn nhân của APTX-4869. Tại tập anime 942 Tìm kiếm Maria, khi thông tin về chàng thám tử đã phá giải vụ án được lan truyền trên Internet, cả Kuroda lẫn Wakita đều đang xem thông tin trên điện thoại. Rumi cũng ngồi một mình trong bóng tối để kiểm tra danh sách nạn nhân trên laptop và mỉm cười. Hai cái tên nạn nhân Kudo Shinichi và Koji Haneda, danh sách và thứ tự nạn nhân cũng trùng khớp với danh sách mà Haibara từng kể với Conan. Bên dưới tên của cậu ta là vị kỳ thủ Haneda đã chết 17 năm trước. Có thể do danh sách được sắp xếp theo nhóm máu hay quy luật gì khác, chứ không theo thời gian tiếp nhận. Rumi có rất nhiều vết sẹo trên người và bị hỏng mắt phải. Haibara và Conan đều nhận ra việc Rumi khó khăn khi ngoái nhìn về bên phải. Sau khi biết điều này, khuôn mặt Haibara có phần cảnh giác, nhưng vì một lý do nào đó, cô bé đã trút bỏ sự nghi ngờ. Nhiều luận điểm cho rằng Haibara đã nhận thấy Rumi giống với người quen mà cô từng biết nên không còn nghi ngờ gì nữa, tỏ ra thân thiện với cô một cách kỳ lạ, khá bất ngờ so với sự đề phòng của cô thường lệ. Rumi có rất nhiều vết sẹo trên người, kể cả bắp tay. Chi tiết này được tiết lộ khi cô ngồi trong bóng tối và mở laptop. Đó cũng là lý do Rumi thường chỉ xuất hiện với trang phục quần áo dài che kín tay chân, mà theo như lời Subaru nói là để che giấu các vết sẹo. Rumi cũng không ngần ngại nói thẳng mặt việc anh ta mặc đồ kín cổ và khuôn mặt cải trang. Từ đây ta thấy Rumi vô cùng nhạy bén, am hiểu về cả thủ thuật cải trang.
Ngoài lề một chút thì cả Rumi và Subaru đều có chung một cách xuất hiện đột ngột, hành động, lời nói đầy sự khó hiểu. Nhưng Haibara lại có thiện cảm với cô giáo Rumi thay vì anh hàng xóm Subaru ngày ngày ngồi nấu cà ri. Haibara vốn là một người có tinh thần cảnh giác cao đến như vậy mà lại bênh cô giáo khi cô nàng nói xấu cô. Âu cũng là do ăn ở. Xin chia buồn cùng điệp viên FBI nha. Wakasa Rumi là một nhân vật xuất hiện muộn nhưng góp phần đẩy nhanh tiến độ hé mở thân phận của Number 2, Ram. Cô sở hữu sức mạnh thể lực, trí tuệ nhạy bén và bắt kịp tốc độ vụ án không thua kém bất cứ thám tử, cảnh sát nào trong chuyện. Bên cạnh đó, quá khứ và sắc màu đen tối xung quanh Rumi không ngừng khiến độc giả phải đặt câu hỏi. Ta vẫn chưa thể khẳng định được mối quan hệ giữa Wakasa Rumi và Ram cũng như sự liên quan của cô với tổ chức trong quá khứ. Rumi là bạn hay thù? Mục đích của sự trở lại sau 17 năm là gì? Và cô đang muốn gì ở Conan và Haibara? Hãy cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của bộ truyện nhé. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào 17 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. Bye!